năm học mới đã đến. Hôm nay trên toàn quốc ở các lèo đường từ thành thị nông thôn đều háo hức câu hỏi tổ chức lễ khai giảng đầu năm học mới mùng 5/9/2023. Lớp trưởng các lớp các em lấy cờ lấy biển tổ quốc, đội nghi thức vào văn hóa đội lấy cờ lấy trống của thầy và trò. Đây là lễ khai giảng của trường trung đoàn Lạc qua đầu mình đã mời thành phố Trinh Ninh thành Hải Dương. Cái này cô rất náo nức họ hỏi để đón đầu mới. Thì trong hình ngày nay thì anh Nguyễn là giúp trường học mình thôi, một đôi giúp đơn. Tôi nhắc lại đã đến giờ tập trung của hình đội ngũ, tất cả các em di 50, chuyển về vị trí tập kết của lớp mình. Một là 7:25 xịt mỹ nhá, quánh tức mừng luôn, rất là rõ lời, lời hay. Đấy, đây là sân khấu của trường Lạc rất đẹp, và em là người công tác ở trường này. Chơi sự kiện quá anh em nhé. Cô tin này tiếng bích cực hay, thành súp rất phê luôn, thành súp rất phê luôn. Riêng này súp cực hay nhá. Cô tin này, lần này anh em hát karaoke gia đình và sự kiện châu úi rất tốt. Lần đấy tôi cũng đang cô tin rồi. Những năm trước này Covid thì không phải đáng được. Nó là truyền thống của các nhà trường từ thành thị nông thôn thì năm nào hết bao nhiêu đến năm học mới khai giảng của năm 9 thì các bạn sẽ tưng bừng này, và rất nhiều bộ đội này về dự, các vị khách quý là các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hiệu trưởng với tổng đội đang lên kế hoạch để tổ chức lễ khai giảng. Các cô này rực rỡ, các hiệu trưởng này vui vẻ háo hức đón chào một năm học mới. Khối 9 này, khối 8, đây kia là trường cấp 1, em thì cấp 2. Rất là phê nhá, đúng rồi đồ quân đẩy BSLA1204 đánh căng đét đôi 725 còn cả súp 50, đúng một vang cơ anh em nhé, vang cơ bố mic đi vào thích nam bớt. Tại giờ chính âm thanh em chỉ cần này thôi, đánh cà phê rồi âm thanh em này nhiều anh em nhé. Cô giáo đẹp rất trường ấy. Rất là xinh. Về dự